thứ Sáu, 22 tháng 10 năm 2021. Giờ này của chúng tôi là 5 giờ kém 20 buổi chiều. Và tôi xin cố gắng thực hiện cái chương trình dạy ảo thời sự vào cuối tuần và tập trung vào cái đề tài đó là cái tình hình kinh tế của Hoa Kỳ sau cái vụ đại dịch vừa rồi. Tức là trong vòng cỡ chừng có gần 2 năm thôi mà cái cơ cấu kinh tế của Hoa Kỳ đó, đó nó đã bị biến đổi và nó bị chấn động. Và vì vậy đó, đó là chúng ta có cái rủi ro rất lớn là thấy được cái tình trạng gọi là đình trệ về kinh tế và đi cùng với lại lạm phát, là hai cái hiện tượng nó gần như nó trái ngược. Bây giờ là nó xuất hiện cùng một lúc, mà người ta dùng một cái chữ viết tắt nó là stagflation, nó là từ chữ stagnation với lại chữ inflation. Và tôi cũng có nói rằng là tôi sẽ cố tôi dịch luôn cả hai chữ, chứ tôi không có dịch tóm tắt nó trở lại. Đấy, nhiều người Việt Nam đó là cũng đề nghị chữ này chữ kia, tôi không dám đề nghị cái chuyện đó, là tại vì cái hiện tượng đó nó cũng đã khó hiểu rồi mà chúng ta lại phiên dịch sang tiếng Việt mà lại còn phiên dịch mà ghép phiên dịch mà tóm tắt lại nữa đó, thì nó lại còn gây những vấn đề khác nữa. Xin lỗi. Tôi vẫn còn bị như vậy nữa, tức là nó vẫn có cái méo mó nghề nghiệp. Bây giờ đó là bắt cái tôi lấy gần một cái túc nước vít hay là cái bù lon đinh ốc gì đó, đó thì là tôi đỡ người ra đấy. Có khi lúc trẻ thì còn làm được chứ không bây giờ nó làm được. Nhưng mà trong khi đó đó thì luôn luôn là tôi phải có 2-3 cái máy computer rồi cộng thêm với lại một cái iPad. Xong rồi rồi là lại thêm với lại cái iPhone nữa đó, thì nó cứ ai này ai kia đó, đó nó thành chuyện ai oán rồi. Thôi bây giờ tôi đang nói tiếp một cái điều mà nó đang xảy ra cho kinh tế Mỹ đấy đó. Thì tôi muốn giải thích một chút đó, đó là nó là vì sao đầu tiên hết lại có cái hiện tượng đó, và cái thứ nhì nữa đó nó sẽ kéo dài cho đến bao giờ. Cái đó nó làm cái câu hỏi rất là khó hiểu. Thì đầu năm nay tôi có nói đến cái là cái rủi ro có thể là bị cái hiện tượng stagnation đi cùng với lại inflation, tức là lạm phát nó lên, trong khi đó, đó sản xuất thì nó lại xuống. Thì cái đó, đó nó làm cái điều mà nó nghịch lý, và nó người ta thấy hiện tượng đó nó xảy ra trong những cái thập niên 70 trở về sau, thời của ông Jimmy Carter. Và bây giờ là người ta lại nhắc đến cái chuyện đó. Thì tôi nói rằng là nếu mà so sánh ông Jimmy Carter với lại Joe Biden đó thì cái đó nó là cái sự oan ức. Jimmy Carter đó là một chuyên gia về võ khí nguyên tử, một sĩ quan hẳn hoi. Sau đó, đó là ông đi ông buôn đậu phộng. Và sau đó đó là ông đi ông làm chính trị và ông đắc cử tổng thống vì những cái khủng hoảng xảy ra bên Đảng Cộng Hòa thời đó, từ thời ông Richard Nixon sang đến ông Gerald Ford. Nhưng mà dù là một người lý tưởng và ngây thơ đó, Jimmy Carter không phải là một người lưu manh. Trường hợp của Joe Biden thì khác hẳn. Đấy là một người lưu manh từ khi tốt nghiệp trong những cái điều kiện đáng nghi ngờ, kể cả những cái chuyện gọi là ăn gian về bài vở, những cái bài diễn văn đi làm chính trị sau này toàn là ăn cắp, tức là đạo văn của người khác không thôi, và không làm được một cái sự nghiệp gì cả cho đến bây giờ đi làm tổng thống. Thành ra nếu mà so sánh hai người đó, tôi thấy cái đó là oan cho Jimmy Carter. Nhưng mà thôi, cái đó nó là cái chuyện khác. Bây giờ đó là nói đến tại sao đó, đó thì tôi nghĩ rằng là nó có những cái sự ùn tắc, ách tắc ở trong cái chuỗi cung ứng. Sau khi mà người ta cho rằng là cái trận đại dịch đó nó đang được đẩy lui với lại những cái thuốc chủng ngừa đó,
được phát minh và được sử dụng nhiều hơn, với lại cái mức độ khả tín đó, đáng tin đó, nó cao hơn đó, thì có thể rằng là kinh tế sẽ phục hồi. Với lại sau một cái giai đoạn mà hơn một năm trời đó là bị cấm đoán, bị giãn cách, thì bây giờ đó là người ta được bung ra. Thì khi mà bung ra như vậy đó, cái số cầu tức là cái yêu cầu đó của thị trường nó gia tăng, trong khi đó đó cái số cung của thị trường đó nó không đáp ứng nổi. Tôi lấy một cái thí dụ tôi có trình bày nhiều lần, tụi tôi đó là ở tại miền Tây Hoa Kỳ, và trong cái khu vực mà sinh hoạt của tôi đó, nó có hai cái hải cảng lớn thuộc loại nhất nhì của nước Mỹ, đó là hải cảng Los Angeles và cái hải cảng Long Beach. Thì nơi đó đó là những cái tàu chở hàng, trên đó có những cái thùng hàng, những cái container nó to bằng cả cái nhà đó, họ phải có cái cần cầu cất những cái thùng chở hàng đó xuống đến bến cảng. Tới bến cảng rồi đó, đó thì mở những cái thùng chở hàng đó ra, trong đó nó có đủ thứ hết tất cả, kể cả áo quần, kể cả bàn ghế, kể cả những cái vật dụng để xây nhà cửa, thí dụ như vậy. Xong rồi máy điện, rồi máy xén cỏ, vân vân, nó đầy ra đây hết. Thế thì bây giờ ra làm sao mà một cái thùng chở hàng đó với hàng hóa nó có thể tới tay người tiêu thụ, thì phải có những cái xe vận tải để họ chất ở hải cảng đó, lên xe vận tải rồi đi, hoặc là đưa vào một cái trạm hỏa xa, xe lửa đặng để lên trên đó rồi mới phân phối đi các nơi khác. Thì nó có một cái hệ thống ùn tắc ở các cái hải cảng đó, và những cái tàu chở hàng đó là bị đọng ở ngoài, và bây giờ đó là họ đang là họ phải gỡ hết bao nhiêu những cái thùng chở hàng đó là đọng để đi về bên phía châu Á, Đông Á, chất thêm hàng nữa. Mà giờ chất thêm hàng mà vượt đại dương đi qua bên này rồi lại đợi thêm mấy ngày, cả tháng trời đó, như vậy đó là bị ùn tắc ở trong cái hệ thống tháo gỡ hàng hóa ở tại phía Hoa Kỳ. Mà tôi nói rằng là đó là trường hợp ở Los Angeles và ở Long Beach, với một số những cái thống kê đó đó thì tôi còn có thể tôi đọc được. Còn thí dụ như là ở xa hơn đó là tôi không có đủ thì giờ và không có đủ trí tò mò. Tôi lấy thí dụ như là Oakland với lại San Francisco ở cái vùng vịnh ở phía miền Bắc của California, nó cũng tương tự như vậy, chắc là nó cũng rắc rối như vậy. Thế thì cái đó nó mới đưa đến cái hiện tượng là kinh tế của Hoa Kỳ đó, nó có một cái số cầu rất cao, nhưng mà cái số cầu đó không có được đáp ứng, và cái đó nó đưa đến cái hiện tượng lạm phát. Nhưng mà ngay trong cái số cầu đó là người ta thấy nó có hai loại hàng hóa là một và dịch vụ là hai. Dịch vụ tức là kinh nghiệm cung cấp, thí dụ như hàng quán, thí dụ như là đi máy bay lên phi trường mua vé đặng để đi chỗ này chỗ kia, thì cái đó nó là cái là dịch vụ về di chuyển. Trong khi đó đó cái loại sản phẩm kia đó, tức là hàng hóa, nó quan trọng hơn, thì cái số cầu về hàng hóa đó nó gia tăng, trong khi đó cái số cầu về dịch vụ đó nó không tăng. Và vì vậy chúng ta phải đoán ra rằng là những cái hãng hàng không, dân sự chuyên chở hành khách và những cái tiệm ăn, hàng quán hay là những cái nơi mà những cái trung tâm du lịch cung cấp cái dịch vụ giải trí cho người ta chẳng hạn đó, gặp nhiều khó khăn hơn, là tại vì cái số cầu đó nó không có tăng. Ngược lại đó, cái số cầu mà về hàng hóa đó, đó khi mà nó tăng đó, thì chúng ta mới lại suy nghĩ ngược trở lại. Thị trường gia cư địa ốc của nước Mỹ đó, có thể rằng là nó là một cái đầu máy tạo ra công ăn việc làm cho nguyên một cái chuỗi sản xuất ra nhà, giáp chế rồi nhà, rồi đó lại còn có dụng cụ ở bên trong,
rồi nhà đây là còn có đồ đạc, có máy móc, có này thế kia, rồi tất cả một cái chuỗi đó, nó đó là nó đòi hỏi cái số cầu gia tăng. Mà chúng ta nhớ đến cái chuỗi cung ứng hồi nãy tôi nói, những cái thùng chở hàng to bằng cái nhà, trong đó nó đầy rạc tất cả, nó đang bị ứ ở đó. Và cái giá của nó thì nó tăng, và những cái người mà muốn xây nhà đó là thấy cái giá mà vật liệu để xây nhà nó tăng, thì cái đó nó cũng nguy hiểm. Tôi nghĩ rằng là đấy nó là một cái chuỗi dài, những cái ùn tắc, và mỗi một thứ đó nó ảnh hưởng không phải cho đến một thành phần dân chúng, một người, một khu vực, nó ảnh hưởng chằng chịt lẫn nhau, và không ai đoán trước được rằng là nó sẽ như thế nào hết tất cả. Và một cái cơ quan mà đáng nhẽ đoán trước được đó lại đoán sai, chính là Ngân hàng Trung ương của Hoa Kỳ. Khi mà hạ lãi suất là tới mấp mé số 0. Cái lãi suất mà gọi là căn bản Fed Fund Rate, lãi suất liên ngân hàng, để các ngân hàng đó có thể rằng là thiếu thanh khoản, có thể vay qua đêm, vay với nhau đó chẳng hạn đó, thì họ có những cái tiêu chuẩn rất là kỹ với nhau, và đấy là cái loại mà khách hàng đó đáng tin cậy nhất, thì cái lãi suất đó nó là cái lãi suất căn bản ở dưới. Sau đó 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 thì các cái ngân hàng, các cái cơ quan tài chính cho nhau vay căn cứ trên cái lãi suất căn bản đó, đó là càng ngày càng nâng cái tỷ lệ lãi suất của mình, tỷ lệ hoa hồng của mình nó mới đi lên cái lãi suất mà ở ngoài thị trường. Thế thì cái lãi suất căn bản đó là nó vẫn nằm mấp mé số 0, và lại còn mỗi một tháng đó, khi mà nói rằng là mua vào 120 tỷ đô la hai cái loại gọi là trái phiếu. Tôi không có đi vào trong cái chi tiết gọi là nó quá rắc rối đó, như vậy mình nhiều người quý vị có lẽ cũng chẳng có để ý theo dõi chuyện đó, cái con số đó nó rất lớn. Thì và cái hiện tượng đó, đó nó không phải rằng là bơm tiền ra, in tiền ra như người ta vẫn nói, người ta vẫn tưởng tượng, không phải. Ngân hàng Trung ương không có bấm nút in giấy bạc ra xong rồi đó là đưa lại từng thùng giấy bạc trao cho các cái ngân hàng để họ, các cái ngân hàng là nếu mà có cần thanh khoản để cho vay, đặng để kích thích sản xuất tiêu thụ, đặng để gọi là tài hóa nó lưu thông trong cái nền kinh tế nó đó, thì có thể rằng là họ không có in giấy bạc. Khi chúng ta nhìn thấy trong trên màn ảnh truyền hình, thấy rằng cái nhà máy nó chạy tiền với hạn kia, cứ nghĩ cái in giấy bạc thôi, cái đó là tại vì chúng ta tưởng tượng thôi. Sự thật đó là nó không phải là in giấy bạc, nó là một cái cách, một cái phương pháp bút toán bằng điện tử, ghi rằng là cái tài sản của Ngân hàng Trung ương nó gia tăng, trong đó nó có một cái số tiền đó là Ngân hàng Trung ương đó ứng ra để cho các ngân hàng khác đó nếu cần tiền đó là có thể vay. Và thưa quý vị và các bạn, trong vòng có gần một năm vừa rồi thôi, lượng tài sản của Ngân hàng Trung ương của Hoa Kỳ đó, nó đang từ 4.000 tỷ, trong một năm vừa rồi nó lên đến 8.000 tỷ đô la. 8.000 tỷ đó tức là nhân lên gấp đôi, 4.000 tỷ nữa. Đặng để làm gì? Đặng để giúp cho cái nền kinh tế có thêm thanh khoản, tức là có thêm tiền mặt để khuyến khích đầu tư. Nhưng mà các ngân hàng có cũng không có cho vay được, tại vì cái số người đi vay, cái giá nhà bây giờ nó lên quá cao, và cái chuyện ùn tắc cái vấn đề xây dựng nhà cửa đó, nó quá khó. Thành thử ra đó đó là rất nhiều người có tiền, nhất là trong những cái đợt mà cái đó lại là một cái trường hợp khác nữa, tôi sẽ nói chút nữa, vài phút nữa thôi, tức là bơm tiền ra. Thời chính quyền Donald Trump thì Hạ viện, Thượng viện hai bên chung tay nhau bơm ra cỡ chừng 3.000 tỷ đô la đặng để cứu trợ
nạn nhân của cái vụ đại dịch đó. Thì trong vòng mấy năm, một năm rưỡi, gần hai năm, và ông Trump có ký cái đó, tức là đấy đã là một cái bơm tiền vào trong cái nền kinh tế gần 3.000 tỷ đô la vừa mới lên xong đó, đó là đến lượt Joe Biden đó, đó là 1,9, tức là gần 2.000 tỷ đô la, và bây giờ đó lại còn dọa là sẽ có mấy ngàn tỷ nữa sắp sửa lên. Thì cái lối đó đó, đó là cái liều thuốc đổ bệnh gieo họa cho người ta, là tại vì thuần về lý thuyết kinh tế đó, đó khi mà có những đồng đô la nó lưu hành trong nền kinh tế đó, đó thì tiền bạc nó dễ hơn, tôi có thể, tại vì đi vay nó dễ hơn, cái lãi suất nó lại đang rẻ, thì tôi mua thêm sản phẩm này sản phẩm kia, cái người bán cho tôi những cái sản phẩm hay là dịch vụ đó chẳng hạn để có thêm được cái tiền lời nhờ cái đó, thì lại mua thêm cái khác, thì cái đó nó có một cái tác động, nó gây ra cái gọi là cấp số nhân, và nhờ cái đó nó kích thích. Ví dụ như 100 đô la qua đến người thứ nhì đó, đó là người thứ nhì đó có 80 đô la chi tiêu thêm, thí dụ như vậy đó. Ví dụ như người thứ ba là có 60, 60 mấy đô la, okay, thì dần dần nó kết số tổng cộng lại, nó không phải là 100 đô la mà có thể rằng nó là mấy trăm đô la. Thì đấy là những cái chuyện lý thuyết thì nó là như vậy, trong thực tế thì nó không phải là như vậy. Trong thực tế đó, đó là ngân hàng trung ương của Mỹ đó chơi dại hạ lãi suất quá lâu, và nếu mà chúng ta theo dõi những phát biểu của giới lãnh đạo của ngân hàng trung ương của Hoa Kỳ, ông thống đốc Jerome Powell chẳng hạn đó, đó thì ông ấy có nói tháng 3 vừa rồi đó, 6 lần đó, đó thì ông có nói đến rằng là không phải ông nói nữa, mà trong những cái biên bản buổi họp ấy, của ngân hàng trung ương Hoa Kỳ đó, đó thì họ có nói đến lãi suất đó, đó thì nó chỉ có cái tính chất giai đoạn thôi. Tháng 3 thì nói đến 6 lần, tháng 4 đó, đó thì nói 9 lần để chấn an mọi người, tháng 6 nói đến có 2 lần thôi, tháng 7 vừa rồi nói 6 lần, và thưa quý vị và các bạn, trong suốt tháng 9 vừa rồi đó, đó không nói đến đó nữa, là tại vì ơ quả mơ a quả na biết rằng là cái tình trạng lạm phát đó nó không phải là giai đoạn và nó còn kéo dài. Trong lúc đó, đó, đó thì hầu hết các cái giới kinh tế, nghiên cứu về kinh tế thuộc nhiều khu vực khác nhau được khảo sát ý kiến đó, đó đều đưa ra một cái nhận định chung đó, đó sản lượng kinh tế của Hoa Kỳ đó, đó trong thời gian sắp tới, không chỉ có từ bây giờ đến cuối năm, có thể qua đến năm sau, nhiều năm sau nữa, nó sẽ giảm, và nó giảm thê thảm. Thì bây giờ đó, đó lạm phát vẫn chưa giảm, vẫn còn kéo dài, mà sản lượng đó, đó nó không tăng, và có thể người ta dự đoán là có khi thay vì rằng là người ta đoán rằng là ủa có thể rằng là nó tăng được cỡ chừng 5,7% tính theo từng quý, từng tam cá nguyệt một đó, họ cho rằng là trong tương lai đó có khi nó chỉ còn có 1% thôi, và cái đó, đó nó là cái điều thê thảm. Tôi nghĩ rằng là chúng ta nên chờ đợi một cái tình hình đó, đó nó không lấy gì làm khả quan cả, và lúc đó chúng ta phải suy nghĩ thêm đó, đường lối chủ trương của ngân hàng trung ương Hoa Kỳ từ thời ông Ben Bernanke, tức là ông thống đốc trước bà Janet Yellen, rồi trước ông Jerome Powell bây giờ, ông đã nói là nên khi kinh tế bị đình trệ như vậy đây, chúng ta cứ việc đem tiền lên trực thăng thả xuống thì người ta, người dân có tiền đi xài nọ kia đó, đó, đó là cái lối lý luận mà Keynesian ngu xuẩn kỳ cục đó, nó đưa đến cái chuyện lạm phát. Thì ông ta đã thấy cái chuyện đó năm 2008-2009, và bây giờ đó là chúng ta cũng đang thấy một cái hiện tượng nó tương tự như vậy, nhưng mà tiền nhiều, một số những cái thành phần không đi vào trong những cái lĩnh vực mà cho vay, việc là thứ phân loại không kia,
đi vào lĩnh vực đầu tư về stock market và nó mới thổi lên một cái trái bóng. Và vì vậy đó là từ nhiều tháng nay tôi nói là stock market của Hoa Kỳ rồi đó, lên quá cao so với lại cái mức doanh lợi của các cái doanh nghiệp đó. Thành thử ra đó, đó nó sẽ phải điều chỉnh, và khi mà nó điều chỉnh đó thì chúng ta phải chờ đợi những cái điều nó khá thê thảm. Nếu quý vị cẩn thận theo dõi thì càng tốt, còn nếu mà quý vị cứ tưởng bờ thì cũng tốt thôi. Cũng giống như là từ hôm qua hôm nay có nhiều người nói là tại vì ông Trump đưa ra cái quyết định này, lập ra một số những cái doanh nghiệp của ông ấy đặng để đi ra làm một cái hệ thống gọi là cái mạng xã hội này thế kia đó, thì mọi người đều thấy rằng là cái loại doanh nghiệp đó thì nó mức lời của nó lên đến 600 mấy chục% đó, thì nhảy vào cái chuyện đó. Thì tôi nói rằng là cái đó đó là cái sự hồ đồ, những cái tin mà nó làm cho vọt để lên xuống các thứ đó. Nên như vậy đó, chúng ta phải nhìn thấy, lùi lại nhìn thấy từ xa, suy nghĩ, và không có suy nghĩ theo cảm quan thích Donald Trump hay là ghét ông Joe Biden chẳng hạn đó, dù mà vì cái đó đó mà đem đồng tiền đầu tư hay là đồng tiền tiết kiệm của mình đi vào chơi chuyện đó đó, thì cái đó đó, đó nó là một cái sự dại dột. Xin cảm ơn quý vị và các bạn, và tôi mong cuối tuần mọi người đều được nghỉ ngơi vui vẻ.